Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin tỷ phú và cựu ngôi sao bóng đá thành lập Liên bang Trung Quốc mới tại Mỹ. Truyền thông nước ngoài vừa đưa tin nhà nước Liên bang Trung Quốc mới được tuyên bố thành lập vào ngày 4 tháng 6 năm 2020 theo giờ Bắc Kinh do tỷ phú Quách Văn Quý hiện đang sống lưu vong tại Mỹ khởi xướng. Theo truyền thông quốc tế, chập tối vào ngày 3 tháng 6 theo giờ Mỹ có ít nhất 5 chiếc máy bay bay vòng tròn quanh thành phố Houston ở bang Iowa, Hoa Kỳ mang theo thông điệp chúc mừng nhà nước Liên bang Trung Quốc mới. Đây là hình ảnh ông Quách Văn Quý và ông Stephen Bannon đứng cạnh nhau trên thuyền. Đằng sau họ là tượng nữ thần tự do ở New York trong lễ tuyên bố thành lập nhà nước Liên bang Trung Quốc mới. Buổi lễ được phát sóng lúc 7 giờ tối theo giờ New York. Người khởi xướng và thực hiện bản tuyên bố này bao gồm Clive Bass, nhà sáng lập kiêm giám đốc đầu tư của quỹ đầu tư Heyman Capital Management có trụ sở ở Dallas, Mỹ, Stephen Bannon, chiến lược gia trưởng và cố vấn cấp cao nhất của Tổng thống Trump, và tỷ phú Trung Quốc ông Quách Văn Quý. Trong buổi lễ tuyên ngôn kiến lập nhà nước Liên bang Trung Quốc mới, cựu cố vấn chiến lược Nhà Trắng Stephen Bannon đọc bản tuyên bố bằng tiếng Anh, trong khi cựu ngôi sao bóng đá Trung Quốc Hắc Hạo Đông đọc bản tuyên bố bằng tiếng Trung. Và ông Quách Văn Quý đã cắn rách ngón tay dùng máu in lên bản tuyên ngôn tỏ rõ ý chí. Ông nói rằng phải lật đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc, xây dựng một đất nước theo đường lối pháp trị và tự do để người Trung Quốc sống một cuộc sống có phẩm giá, có tôn nghiêm. Ông Stephen Bannon nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tổ chức lưu manh và nó không được phép nô dịch người Trung Quốc thêm nữa. Ngôi sao bóng đá quốc tế Hắc Hạo Đông đã liệt kê hết thảy những tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi thành lập chính quyền và tuyên bố thành lập nhà nước Liên bang Trung Quốc mới, đồng thời nói rõ cương lĩnh lập quốc. Đây là hình ảnh ông Hắc Hạo Đông khi còn khoác áo tuyển thủ quốc gia của Trung Quốc. Ngôi sao bóng đá Hắc Hải Đông sinh năm 1970 tại Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc, có thể nói là người mà mỗi gia đình ở Trung Quốc đều biết đến. Trong vai trò của một cầu thủ bóng đá, ông chơi ở vị trí tiền đạo và nổi danh trong màu áo của câu lạc bộ Đại Liên Thực Đức, tức là trước đó còn biết đến với tên gọi là Đường Sắt Đại Liên, như là một tay ghi bàn hàng đầu và ngôi sao của câu lạc bộ. Ông cũng có sự nghiệp vẻ vang trong màu áo của đội tuyển quốc gia Trung Quốc khi cùng với các cầu thủ như Lý Thuyết, Vương Bằng làm nên nhiều thành công của đội bóng. Ông là tiền đạo quốc tế ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá Trung Quốc với tổng cộng 41 quả ghi bàn trong 106 trận dưới màu áo đội tuyển quốc gia. Ông từng 4 lần tham gia vòng loại giải bóng đá vô địch thế giới World Cup, giành được Á quân cho cúp châu Á. Một phần nhờ các bàn thắng của Hắc Hải Đông mà Trung Quốc lọt vào vòng chung kết cúp bóng đá thế giới World Cup năm 2002, tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Và ông còn là người sáng lập trường bóng đá Đại Giã thuộc tỉnh Hồ Bắc. Sau đó, ông sang đá cho một câu lạc bộ ở Anh Quốc, rồi cuối cùng sang định cư ở Tây Ban Nha, nơi mà con trai ông cũng là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Cựu ngôi sao bóng đá Trung Quốc giã từ sân cỏ từ năm 2008. Và trong phần mở đầu, tuyên ngôn Tân Liên bang Trung Quốc, ông Hắc Hải Đông cũng chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng virus corona để tiến hành một loạt cuộc tấn công sinh học hóa vào thế giới, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và sự sống của con người, tội ác của nó tới cực điểm, thiên lý không dung. Đây là hình ảnh chụp màn hình của trang New York Post của Mỹ đã đăng bài báo và video ghi lại tấm ban với lời chúc mừng nhà nước Liên bang Trung Quốc mới. Ông tuyên bố như sau: xóa bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc là cần thiết để phá vỡ xiềng xích nô lệ cho người dân Trung Quốc và thực sự đạt được hòa bình thế giới. Một tân liên bang Trung Quốc không có Đảng Cộng sản Trung Quốc là sự cần thiết cho sự thịnh vượng của toàn thể nhân dân thế giới. Sau khi đọc tuyên ngôn trên, ông Hắc Hải Đông đã tuyên bố mong muốn thành lập tân liên bang Trung Quốc. Ông cũng đã liệt kê một loạt các tội ác phản nhân loại của Đảng Cộng sản Trung Quốc như phớt lờ nhân quyền, hủy hoại nhân tính, trà đạp dân chủ, vi phạm pháp luật, hủy bỏ hiệp ước, tắm máu Hồng Kông, giết hại người dân ở Tây Tạng, xuất khẩu tham nhũng và mang lại nguy hại cho toàn cầu. Sau khi ông Hắc Hải Đông phát trực tiếp video đọc tuyên ngôn Liên bang Trung Quốc mới, ông và vợ Diệp Chiêu Dĩnh đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Luther Media. Đây là hình ảnh cựu ngôi sao bóng đá Trung Quốc Hắc Hải Đông và vợ Diệp Chiêu Dĩnh. Xuất hiện trước ống kính, ông nói rằng lựa chọn vĩ đại nhất, đúng đắn nhất, tự hào nhất mà ông đã làm trong cuộc đời mình chính là đọc bản tuyên ngôn nhà nước Liên bang Trung Quốc mới.
Cựu ngôi sao bóng đá Trung Quốc cho biết ông đã đi đến những nhận thức về Đảng Cộng sản Trung Quốc nói trên là từ vụ Thiên An Môn, nhưng cũng do chính sách đàn áp người ở Tây Tạng và Hồng Kông cũng như đe dọa của Bắc Kinh đối với Đài Loan. Ông còn lên án nạn tham nhũng trong bóng đá ở Trung Quốc và việc đàn áp quyền tự do tôn giáo và các quyền tự do khác ở Trung Quốc. Ông Hắc Hải Đông nhiều lần đã cảm ơn vợ mình, cho rằng sự ủng hộ của bà đã khiến bản thân ông không cảm thấy cô đơn trên con đường lật đổ thể chế Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Hắc Hải Đông nói, khi một người đàn ông đưa ra một quyết định quan trọng nhất, nếu không có sự ủng hộ của người nhà, vợ con, thì loại bất an trong lòng kia chính là sự cô đơn nhất. Lúc này cô ấy đứng ra cùng tôi. Cô ấy nói, lẽ nào để anh một mình đối mặt với áp lực này sao? Hắc Hải Đông cả một đời không chịu hổ thẹn, không hối hận bởi vì có vợ bên cạnh, tôi cảm thấy rất đáng. Vợ của ông là bà Diệp Chiêu Dĩnh, từng là ngôi sao trong làng cầu lông Trung Quốc, từng đạt giải quán quân cầu lông thế giới và có thời gian dài có tên trên bảng xếp hạng của thế giới. Đây là hình ảnh bà Diệp Chiêu Dĩnh trong khoảnh khắc chiến thắng trong trận chung kết giải đấu Singapore mở rộng vào năm 1998. Bà Diệp Chiêu Dĩnh từng đã tweet rằng bà cảm thấy bản thân mình rất may mắn khi cả hai vợ chồng đều vô cùng nhất trí với nhau về quan điểm chính trị. Bà nói, chúng tôi có chung một lý tưởng, tận mắt chứng kiến Đảng Cộng sản Trung Quốc diệt vong. Người dân Trung Quốc thực sự có thể sống trong một cuộc sống hạnh phúc, trong nền dân chủ và tự do, và có được nhân quyền và pháp trị. Chúng tôi tin chắc rằng ngày này sẽ đến rất mau. Còn các đồng đội cũ của ông Hắc Hải Đông đã trả lời phỏng vấn của đài tiếng nói nước Đức Deutsche Welle cho biết, người trong video đúng là ông Hắc Hải Đông và cảm thấy kinh ngạc đối với cách làm việc hiện nay của ông. Vị đồng đội cũ này của ông Hắc Hải Đông còn nói, những đồng đội cũ của ông vẫn còn đang sống ở Trung Quốc đại lục cảm thấy không hiểu được hành động tuyên bố lập quốc mới nhất này của ông, còn có một số người nói thẳng là ông bị điên rồi. Tuy nhiên, một số đồng đội cũ của ông Hắc Hải Đông hiện đang sống ở ngoài Trung Quốc lại bày tỏ rằng dũng khí của ông là đáng khen ngợi, trong đó có một vị cảm thán nói như sau. Ở xã hội Trung Quốc, ông ấy là một người có địa vị. Hiện nay, ông ấy có thể bước ra, có lẽ là điều rất tuyệt vời. Hiện tại, thông tin về ông Hắc Hải Đông và bà Diệp Chiêu Dĩnh đã hoàn toàn bị phong tỏa trên toàn mạng Internet tại Trung Quốc. Đây là hình ảnh, bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội về sự ra đời của Liên bang Trung Quốc mới. Theo hãng tin AFP, tài khoản từng có đến 7,5 triệu follow của Hắc Hải Đông trên mạng Weibo của Trung Quốc đã bị đình chỉ vào hôm 5 tháng 6 năm 2020. Còn theo trang Bitler Winter, chuyên về tình hình tự do tôn giáo và nhân quyền ở Trung Quốc, các tờ báo thể thao ở Trung Quốc cũng như nhiều kênh truyền thông được lệnh là kể từ nay không nhắc đến tên Hắc Hải Đông nữa. Tài khoản Weibo của Hắc Nhuận Thạch, tức là con trai của ông Hắc Hải Đông, ban đầu còn có thể truy cập được, nhưng sau khi có lượng lớn bình luận như Thái tử Điện Hạ, Thái tử Liên Bang thì phần bình luận cũng bị chặn toàn bộ. Sau khi bị ngăn chặn tại đại lục, ông Hắc Hải Đông đã mở tài khoản tweet có tên Hắc Hải Đông 2020. Ông nói, hôm nay chúng tôi đã đưa ra lựa chọn lớn nhất, chính xác nhất trong đời, chính là tuyên ngôn Liên bang Trung Quốc mới. Hôm nay tôi sẽ đọc và vinh dự cả đời cảm ơn sự ủng hộ của vợ đối với tôi. Khi được hỏi về những tuyên bố nói trên của Hắc Hải Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã nói như sau. Tôi không quan tâm đến những lời lẽ phi lý như thế. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Hai ngày 8 tháng 6 năm 2020 với bản tin Tỷ phú và cựu ngôi sao bóng đá Trung Quốc đã thành lập Liên bang Trung Quốc mới tại Mỹ. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.